Dạ, thì nhân bốn phương muốn chào quý bà con. Dạ, rất vui được gặp lại quý bà con ở đường cao tốc. Và đây là cầu vượt Bắc Ngang, tỉnh lộ của xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Và đây trước mặt của chúng ta là cầu vượt. Và thiên nhân đang có mặt ở đây ngày 3 tháng 5. Thì buổi chiều, chiều tối rồi. Giờ này là ngoài 3 giờ chiều. Mát trời rồi. Ở đây cũng mới vừa sương sương qua một cây mưa. Sương sương thôi bà con, chứ không gọi là mưa lớn dữ. Mấy em trời nắng oi bức quá. Thì bây giờ là mình cập nhật những thông tin mới nhất. Ở đây là xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nha bà con. Và thiên nhân sẽ quay trở lại hướng này. Là đây là đường dẫn nè. Đây là đường dẫn nè, đường dẫn này đi vô xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang luôn. Và đi về hướng đó là đi về quốc lộ 61 nha bà con ha. Ở đây để mình quay trở lại cho bà con xem. Và đây là hướng về đây là mình đi thẳng ra ngoài kia luôn, là quốc lộ 1 của xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Và đây là cầu vượt ngang qua tỉnh lộ là của xã Thạnh Hòa, cũng của Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Rồi, để mình cập nhật những thông tin mới thì mình xin kính mời quý bà con cùng mình đi vào đường dẫn quốc lộ 61. Ở đây đường dẫn thì đây là lần đầu tiên mình quay video déo đường dẫn ở cầu vượt xã Thạnh Hòa nè. Để đi vào trong xã ở Tân Bình của huyện Phụng Hiệp, quốc lộ 61. Bây giờ là mình đi dài về hướng phía bên trong đó ha bà con ha. Đi mình đi vào thêm một đoạn nữa thì ở đây là trải dải địa hết rồi, đường cao tốc trải dải địa để chuẩn bị bơm cát đó. Rồi mình thấy cũng hơi khá xa, đây dài vô trong những chiếc cụ bê đang thi công trống bà con ha. Đây đường dân sinh trải vô tới đó rồi đó, trải đường đá này. Rồi mình sẽ ghi nhận tiếp tục qua chiếc cụ bê đó nữa, thử coi như thế nào hết bà con ha. Thì ở đây mình thấy người ta đang thi công đào những cái rãnh như vậy nè. Rồi mé bên đó thì mình thấy là trải dải địa đó để lên cát đó. Ở đây người ta bốc móc đê lên, người ta bê bờ đê hết rồi. Bữa nãy là cái cầu ngoài đó là mình đi vô đó. Rồi xa xa trong đó là vô quốc lộ 61 của Tân Bình, huyện Phụng Hiệp luôn bà con ha. Đây chiếc cô bé đang làm đó bà con. Mình qua đó nữa rồi mình hả ghi hình tiếp tục, vì công trường đang thi công mình cũng hạn chế không có quay máy ảnh đâu, sợ mình đang đi để mình xem tiến độ thi công và mình quay clip cho quý bà con xem, sợ máy ảnh la máy ảnh biết được rồi mấy mốt là mình không còn quay được nữa để cho bà con xem. Đây gọi là mình quay lén thôi, mình cũng thú thật với bà con, bà con cũng thương, vì công trường đang thi công chúng ta không nên quay phim và chụp hình, vì đây mình cũng muốn là đứng xa xa thôi chứ mình không có tiếp cận mấy anh, thì xa xa như vậy thì được, mình lại gần công trường á thì có khi bận rộn lắm các anh không cho mình quay đâu.
Bữa nãy là mình đi qua cái chiếc Cuba đang đò là đang làm ngoài ha. Nãy mình chạy qua đó rồi đó, giờ mình chạy vô tới chỗ này rồi nè. Ở đây thì mình vô đây mình thấy là ống người ta dẫn từ ngoài kia dẫn dài vô đây luôn nè. Ngày này là bãi tập kết này, có cái biển báo luôn, biển để nè, bảng hiệu nè. Ở đây nè, cống ống người ta dẫn vô tới đây dài xa hơn kia luôn, để nhìn ta bơm cát gì người cho đó cho cái máy để bơm cát quá. Đây bà con nhìn thấy ta trải giải xong rồi ta lên lớp cát hết trơn rồi nè. Rồi đây là chứa đất nè, chứa cát rồi nhiều lắm nè. Đây bà con, rồi đây sẵn tiện là mình đưa máy qua bên cánh đồng lúa xanh cho bà con xem luôn nè. Đồng lúa xanh mút trời, xanh quá xanh luôn, xanh tốt tươi quá. Rồi ở đây có cái xe bánh bao, người ta đi vô đây để cho người ta bán cho các anh công trường quá. Đó xe bánh bao đang chạy vô rau, bánh bao. Rồi bây giờ là mình thẳng tiến ra ngoài quốc lộ 61 của xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp luôn. Mình đi dài ra ngoài đó luôn ha bà con ha, để mình xem tại ngay chỗ cái dòng xuyến nút giao của cao tốc hướng về Sóc Trăng rồi hướng về 1000, nghe đó chắc làm nhiều lắm á. Nghe nói chắc nhiều cái đường dẫn đi lắm đó bà con. Bây giờ là dặm lúa rồi sướng, đứng móc còn hồi đó quá trời, không muốn đứt sinh sống luôn. Dạ. Đây đang dặm lúa. Hồi đó cái này bộ xả nước nhiều lắm hay gì, chết lũng nhiều quá ha anh hai. Dạ. Dạ. Dạ, quá trời luôn là bị. Đây là của xã Thành Hòa. Ủa, Bình Thành chứ. Bình Thành. Đây là xã Bình Thành, ở ngoài kia mấy xã Thành Hòa. Ngoài đó chắc cái máy bơm cát người ta đang giật máy người ta bơm cát. Ở đây cát vô tới này nhiều lắm luôn nè bà con. Đây đường ống dẫn vô tới đây luôn. Dạ, xa tuốt dưới kia luôn hả anh hai? Trời vô dẫn tì tì dưới đó bơm lên ha anh hai. Dạ. Rồi anh hai chỉ nó đặt ống đầu tuốt dưới kia bơm lên bà con. Dạ, 3 cây số nữa, quá chừng luôn, tì tì dưới đó. Kéo dài tới đây. Dạ, phía trước thì các anh đang thi công luôn. Đây cát vô tới đây hết trơn, người ta dạy trải dãi vô tới đây hết. Nhiều lắm luôn. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài quốc lộ 61 luôn, mình ra tới ngoài đó luôn, xem các anh thi công tiến độ luôn. Mình đi qua ngay chỗ công trình đã chắc là mình... Dạ, 3 xã hả anh hả? Dạ. Dạ, Tân Bình. Bên đây thì xã Thành Hòa. Thành Hòa. Thì xã Bình Thành. Bình Thành, dạ. Rồi tiếng cơ giới đang làm ở ngoài đó đó bà con. Đây là xã Bình Thành. Dạ, dạ xã Bình Thành. Đây. Bây giờ mình sẽ đi qua bên dài dài ra ngoài quốc lộ 61. Cái này chưa biết, nó không biết, nó nhiệm vụ nó đo thôi. Có nghĩa là mốc lộ xa xa ngoài kia hết trơn hả anh hai, xa tì tì bên kia
Còn cái này là không phải chỉ mình biết vậy thôi chứ còn chưa người ta chưa có quyết định làm phải không? Vì nó chưa có hợp dân, hợp gì chưa có gì chứ. Giống như nó đi nó cấm mốc lộ tuốt bên đó vậy để cho mốc lộ vậy đó. Ờ giống như nó mở ra thêm. Mở thêm nó dự án mở thêm. Chừng nào thôi. Dạ. Mà đúng ra cái đó nó phải hợp dân, nó cấm cái đó nó phải hợp dân, nó ừ giờ tôi cấm tạm thời hay gì này kia nó tự. Dạ. Dạ. Ra ngoài quốc lộ 61 luôn bà con ơi. Đi dài dài đâu rồi đó. Ở đây là Bình Thành. Mình mới hỏi thăm anh hai nói đây là xã Bình Thành. Ảnh dặm lúa. Đây là người ta đang bơm cát nè, tiếng nước chảy trong nè. Mình đang bơm cát dẫn lên. Rồi mình đi qua công trường đó luôn nha bà con. Ồ, cát vô ống rồi người ta bơm thuốc ngoài kia lên. Ngay chỗ đó biết sao xì mà con phải ấy ra xì đâu nha. Nhưng mà cái lỗ ốc vít á, ốc vít mấy ảnh bắn phá cái hai cái mối giáp lại. Nhưng chắc bị mất hình con đó cho nên xì nước lên đó. Đó, cát dài vô tới đây luôn mà con. Bơm xa lắm. Dài vô tới bên kia. Tới cổng. Đây người ta đang cải dây đĩa trơn rồi. Ở đây có mấy anh chị đang làm công việc ở đây. Ở đây mấy chiếc cần cẩu xe ben này kia rồi. Rồi mình vô tới cái chỗ này đây. Đây mình đi ra tới ngoài dòng xuyến đó, ở ngoài cao tốc, ngoài nhiều đường dẫn lắm. Về Sóc Trăng, Trần Đề, về tùm lum ở trên á, về kênh 1000, nhiều điểm lắm. Mình nghe nhiều người nói đường. Để mình xem bà con ha, để mình cập nhật thông tin mới cái dòng xuyến đó thì cao tốc đi về Sóc Trăng 1000 thì mình thấy theo ngay chỗ đó thì thấy mình thấy nhiều đó, rẻ nhiều hướng lắm. Hai hướng, một là về Sóc Trăng rồi về cao tốc mà nút giao Sóc Trăng Trần Đề đó, rồi bắt đầu đi lên nữa là chắc đi lên 1000 này kia rồi đó, lên Châu Thành A gì đó. Đây mình vô tới cái chỗ dòng xuyến rồi nè. Các bạn. Đây là các bạn nhìn thấy công trường đang thi công trải dải đĩa trơn. Đây là dòng xuyến Sóc Trăng Trần Đề. Cao tốc nè, đi dở đường dẫn luôn. Đây có mấy chiếc xe lưu đang lưu nữa. Đây đang lưu. Thì trước 30 tháng 4 thì mình có ghi hình. Người qua lễ thì 30 tháng 4, 1 tháng 5 nay ngày 3 tháng 5 mình quay trở lại đây để mình cập nhật thông tin mới nhất tiếp theo. Đây từ từ các bạn ha. Rồi mình một đoạn để xem các anh đang thi công cơ giới làm tất bật. Đây mình quay quanh đây một cái.
ăn thi công tất bật ha, dòng xuyến cơ giới đang làm quyết liệt luôn. Ở đây là hướng này về Sóc Trăng nè, cho nên mình ghi hình quay về hướng này rồi mình chạy đi từ từ để các bạn xem. Đây là ra ngoài quốc lộ 61 của Tân Bình, Phụng Hiệp. Đang ngắm tọa độ, ngắm mặt bằng vậy nè. Đây là hoặc những cái đường dẫn luôn nè. Đường dẫn rồi các bạn. Ở trước mặt đó thì là quốc lộ 61. Ở đây mình quay qua đây cho các bạn xem nè. Quốc lộ 61. Ở trước là cầu vượt bắc ngang quốc lộ luôn, đó là xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Rồi mình ra tới đây rồi mình cũng mình xin tạm dừng video ha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Giờ mình cập nhật những thông tin mới nhất cho quý bà con xem. Này, cũng chưa gì, mới ngày 3 tháng 5. Thôi, thân ái chào tạm biệt tất cả quý bà con ha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.